Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Phúc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Với trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu những sản phẩm đến từ thương hiệu Ariston nha. Thì chắc hẳn rằng các bạn cũng cảm thấy là hơi thắc mắc một xíu, tại vì mình chỉ quen thuộc với Ariston và những cái mảng như là liên quan tới máy nước nóng thôi. Tuy nhiên thì thật sự là hiện tại Ariston là một trong những đơn vị rất nổi tiếng, không chỉ về cái mảng về điện như là máy nước nóng mà sẽ còn là về mảng điện dân dụng với nhiều sản phẩm khác nhau, như là tủ lạnh như mọi người có thấy đằng sau lưng Vân đây, hay là những cái sản phẩm về máy hút mùi nè, bếp từ nè, bếp hồng ngoại nè, hay là tủ lạnh, máy giặt vân vân, có rất là nhiều. Thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu ngay nha. Thì ở đây bên cạnh mình là một cái tủ lạnh hai cánh, hay còn gọi là cái tủ lạnh side by side. Thì ở phía bên này sẽ là ngăn đông nè, và bên này sẽ là ngăn mát. Và hơn nữa, mọi người có thể thấy ở Ariston mình cảm thấy rất đặc biệt, tại vì cái thiết kế của nó cực kỳ tinh tế, và hơn nữa cũng sẽ có những cái điểm nhấn ở đây, hay là đặc trưng với những cái mẫu bếp. Đây, những cái mẫu bếp như đây là bếp điện từ nè, và ở đây thì sẽ là cái lò lắc âm để mà tôn lên cái không gian của mình, nó được sang trọng hơn rất là nhiều. Sẽ là những cái mẫu máy giặt cửa trước để mà đảm bảo được cái sự sử dụng cho người dùng. Tuy nhiên nha, ở Ariston mình thấy rất đặc biệt, tại vì những cái mẫu máy giặt này mình sẽ có cái chức năng gọi là tạm ngưng để mà mình bỏ đồ vào, và cũng như là những cái chức năng inverter tiết kiệm năng lượng, và những cái chức năng phụ như là sẽ là giặt đồ, chăn ra gối đệm riêng, hay là đồ len, đồ trắng riêng, rất là tiện lợi. Những cái mẫu tủ hai cánh nè, mẫu tủ bốn cánh với những cái chế độ đông, hay là đông làm mềm thực phẩm, cái là đông nhưng mà vẫn giữ được cái độ mềm thực phẩm, độ tươi ngon thực phẩm bên trong, chứ không phải như những cái sản phẩm đông thông thường, là một ưu điểm của Ariston. Chính vì vậy, nếu như bạn đang cần tìm hiểu những sản phẩm của thương hiệu này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới, hoặc có thể liên hệ đến hệ thống showroom Kim Quốc Tiến nha. Và bây giờ xin hẹn gặp lại mọi người, chào tạm biệt.